À, đây là cái bao mạch của cái iPhone 7 mà nó không lên nguồn các bạn ạ. Thì không lên nguồn là do nó bị chập ở đâu đó. Thì ở đây trong clip này người ta dùng cái cách là dùng cái chất lỏng không dẫn điện nhưng mà lạnh rồi phun lên toàn bộ cái mạch. Sau đó cốc cái nguồn cắm nguồn điện vào xem thử chỗ nào nó nóng thì nó chảy nước ra. Nhưng mà cách làm này thì theo mình nghĩ là chỉ làm được với những cái thiết bị nó nhỏ thôi. Còn nếu mà thiết bị lớn mà phun thế này thì nó rất là tốn mà nó khó xác định. Một cách khác, ngoài cách này thì cách khác có thể dùng cái camera nhiệt nhưng mà giá thành nó cao hơn. Béo béo cũng phải 5-6 triệu bạc. Thì đây, ta để phun lên. Đấy, phun lên toàn bộ bề mặt. Đây. Sau đó cắm nguồn. Đấy. Dương đây, mát là bỏ máy. Đấy, đấy. Khi cắm nguồn một phát thì cái điểm này nó nóng. Cái điểm này nó nóng, nó tan ra này. Thì bây giờ mình sẽ gỡ con tủ này và tiến hành thay thôi. Một cách khác là dùng camera nhiệt nhé. Một cách khác dùng camera nhiệt nhé, nhưng mà trong mình nó đắt thì mình xài cái này thôi. Đấy, là phương pháp đơn giản để mà tìm ra cái điểm chậm, tìm ra những con tủ chậm. Kể cả IC chậm thế mình phun lên thì chỗ IC nó nóng rồi nó sẽ tan ra. Đấy, rất là nhanh, tiện lợi.